sĩ là có một câu hỏi mà bản thân Mai Phương cũng như là rất là nhiều người nhà của Mai Phương rất là thắc mắc, đó là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần phải lưu ý những cái điều gì để tránh nhiễm bệnh trong cái thời gian này ạ? Đối với đối tượng mà phụ nữ mang thai, đó là một đối tượng khá là đặc biệt. Mình xếp dạng nó vô là đối tượng là suy giảm miễn dịch. Bây giờ cái cơ thể của người phụ nữ mang thai, hệ miễn dịch nó sẽ thay đổi. Và cái sức mà gọi là chống lại cái bệnh nó yếu hơn người khác. Như vậy thì không riêng gì đối với corona virus, mà nó nói chung đến tới tất cả các bệnh lý, hoặc thậm chí là nó chỉ là cúm mùa thôi. Thì đối với phụ nữ mang thai vẫn rất nên cẩn thận, tự bảo vệ mình. Thì những cái biện pháp mà mình phòng chống được, đó là những cái biện pháp phòng ngừa nhiễm CV qua đường hô hấp. Đó là những cái cách rất là đơn giản mà mình đề cập nãy giờ. Tại vì đó là một cái phương pháp phòng bệnh chuẩn cho cá nhân và có thể thực hiện được. Và nhắc lại một điều nữa, nó không chỉ riêng cho coronavirus, nó còn rất nhiều cái loại bệnh khác. Đối với đối tượng phụ nữ mang thai á, thì nó có hai yếu tố. Thứ nhất là hệ miễn dịch kém nên bệnh nó có sẽ dễ chuyển biến nặng. Ví dụ như nhiễm có thể gây ra tổn thương phổi, lan tỏa viêm phổi nặng rất là nhanh. Cái vấn đề thứ hai là do họ đang có thai, nếu mà cái thai lớn á, cái dung tích phổi nó sẽ kém hơn người khác, đó là sẵn rồi. Điều thứ ba nữa đó là có khả năng sẽ gây sảy thai hoặc là chết thai. Vậy thì trong cái trường hợp mà không nặng như là sảy thai và chết thai thì nếu mà một phụ nữ mang thai bị nhiễm virus corona thì có gây ảnh hưởng gì cho đứa bé hay không ạ? Cái này thì thơ cũng chưa đọc được cái báo cáo nào về một trường hợp mà nhiễm coronavirus trên một cái bệnh nhân mang thai. Ở Việt Nam mình thì cũng chưa gặp. Tuy nhiên á, trên về cái kiến thức mà đối với một cái trường hợp bệnh lý xảy ra trên phụ nữ mang thai thì khá là nặng nề.